Xin chào tất cả các anh chị em nhá. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh của Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại cũ mới anh em nhé. Thì hôm nay em có đủ thể loại anh em nhé, từ iPhone này, Samsung, Vivo có này, Oppo cũng có anh em nhé, có cả Google Pixel. Đấy, thì anh em quan tâm những cái dòng máy này có thể đón xem chi tiết anh trong video nhé. Em có cả con máy tính bảng Huawei này. Đấy, ok. Thì cửa hàng em có địa chỉ số 137 Ba La, Hà Đông, Hà Nội. Anh em ở gần có thể qua xem trực tiếp nhé. Anh em xa thì bên em có ship code toàn quốc này. Ship code anh em vô lòng cọc trước 1-200 tùy giá trị đơn hàng nhé. Tiền cọc thì em sẽ trừ thẳng vào tiền máy cho anh em. Ship đến thì anh em được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Tránh trường hợp mất hàng, cháo hàng, anh em cứ kiểm tra đúng hàng mới nhận nhé. Mọi thắc mắc về chi tiết sản phẩm cũng như mua hàng anh em nhắn tin, gọi điện hoặc là bình luận luôn xuống dưới bình luận ở phần bình luận của video này anh em nhé. Anh em nào khách quen mua từ lần 2 trở đi em sẽ miễn phí ship cho anh em nhé. Đấy, còn anh em mua lần đầu thì vui lòng là thanh toán cả tiền ship cho em. Ok. Đầu tiên thì hôm nay em giới thiệu mấy con máy này trước nhé. Giới thiệu luôn anh em con máy tính bảng này đi. Con này là con Huawei D-Tab nhé. Máy bán của thị trường Nhật này, Docomo. Con này thì lắp sim nghe gọi bình thường anh em nhé, lắp sim nghe gọi được. Cái điểm nổi bật là loa của nó là Harman Kardon, hai loa nhé, loa kép trên dưới này, nghe cực kỳ to anh em nhé. Và màn hình con này thì rất là đẹp, màn hình rất đẹp anh em nhé, mà nó hơi phản quang tí này, nhưng mà dùng bình thường không ảnh hưởng gì đâu anh em nhé. Đây, em bật thử một đoạn video cho anh em nghe nhé. Đây, anh em nhé, loa cực kỳ to luôn, màn sáng đẹp. Màn rất đẹp anh em nhé. Ok, đây em bật thử một đoạn đấy thôi. Con này thì RAM của nó 3GB bộ nhớ 16 anh em nhé, RAM 3 bộ nhớ 16, màn hình 8 inch và pin 5000. Ok, này để em để cho anh em giá 1.450.000 nhé, 1.450.000 thôi. Anh em mua cho con cái, phụ huynh đọc báo thì là quá ổn luôn, lắp sim nghe gọi được anh em nhé, như một cái điện thoại luôn, 1.450.000. Ok, tiếp theo em giới thiệu luôn con Samsung này, là con Z5 này, Z510, máy 2 sim full chức năng anh em nhé. Con này cũng là RAM 2 bộ nhớ 16 thôi, mà nó là màn AMOLED vỏ xấu, vỏ xấu anh em nhé. Con này em để cho anh em là 450.000 thôi, máy giảm giá sâu luôn anh em nhé, 450.000. anh em quan tâm inbox của em nhé, 450. Rồi tiếp theo em giới thiệu luôn anh em mấy con Vivo này. Vivo đầu tiên em có con này là con Vivo i20s anh em nhé. Con này cấu hình cũng khá đấy, RAM của nó là 6GB bộ nhớ 128 anh em nhé, anh em RAM 6 này bộ nhớ 128, màn là 6.5 inch, pin 5000. Dòng này thì ưu điểm là pin châu anh em nhé, màn to đấy, pin châu, màn sáng đẹp. Con này full chức năng, mỗi tội là vỏ là hơi xỉn anh em nhé, vỏ do khách trước dùng ốp nhiều, xỉn hết anh em nhé. RAM 6 của 128. Con này thì em để cho anh em giá chỉ 1.900.000 nhé. Cả sạc 1950, 1.950.000 anh em, cả sạc. Anh em không lấy sạc thì 1.900. Đấy. Ok. Dùng ok luôn anh em nhá. Rồi, tiếp theo thì em chuyển sang đến Vivo i17 này. Con này thì cũng là RAM 6 bộ nhớ 128. Màn con này thì 6.35 inch, pin cũng là 5000, màn đẹp, không ma mỗ gì. Này thì vỏ đẹp anh em nhé, vỏ đẹp 2.050.000 anh em nhé. Vivo này bán cho anh em 2.050.000, 2.050.000 nhé. Có ốp lưng sạc cáp đi kèm luôn cho anh em này, hai màu anh em, 2.050.000. Rồi tiếp theo em giới thiệu luôn con Oppo này. Oppo này là Oppo A54, Oppo này A54 anh em nhé. Con này thì cấu hình RAM 4GB bộ nhớ 128 nhé. Này, RAM 4 này, bộ nhớ 128.
màn cũng là 6,35 inch, pin cũng là 5000, pin cũng trâu anh em nhé, dòng này pin cũng cực kỳ trâu, pin cực kỳ trâu anh em nhé. Máy hình thức còn đẹp, cạnh viền cũng hơi xỉn chút thôi. Con này em để cho anh em giá 2 triệu tròn nhé, 2 triệu tròn, 2 triệu tròn anh em nhé. Anh em quan tâm inbox cho em Oppo A54 2 triệu tròn. Rồi tiếp theo thì em chuyển sang mấy con Samsung này đi. Samsung đồ, con này là con A95G này, A95G cấu hình khá là cao, RAM 6 bộ 128, chạy chip 855 nhé, màn hình là 6,8 inch, pin 4500. Con này thì hình thức còn tương đối là đẹp này, mặt lưng hơi sức tí đây, tình trạng là màn ám nhé, màn ám, màn lưu ảnh đây, màn ám này anh em nhé. Con này thì thích hợp cho anh em mua về dùng chống cháy hoặc cày game thì ổn nhé, cấu hình nó cao, màn ám thì anh em dùng cày game nó không ảnh hưởng nhiều. Để cho anh em giá 2.100.000 thôi anh em nhé. Còn này em để cho anh em giá 2.100.000 thôi, cực kỳ tốt rồi. Anh em mua cái game thì quá ổn luôn. Đây, anh em có thể chuyển về cái chế độ tối này này, gì dùng nó ngon hơn nhé. Chuyển về chế độ tối này dùng thì ngon luôn này. 2.100.000 anh em nhé. Tiếp theo là con Samsung S20 Plus này. Samsung S20 Plus máy vừa thu khách anh em nhé. Con này thì cấu hình cao, RAM 12 bộ nhớ 256, màn là 6,7 inch, độ phân giải 2K và có 120Hz anh em nhé. Pin 4500, pin 4500, màn sáng đẹp này, không ám ố gì. Con này màn hình hơi cong nhẹ anh em nhé, màn hình hơi cong nhẹ. Đấy. Cấu hình này thì anh em lưu trữ hoặc là chơi game cũng rất thoải mái nha anh em nhé. Con này em để cho anh em giá chỉ có 5 triệu mốt thôi anh em nhé, 5 triệu 100 nghìn thôi. Máy thu khách bán giá rẻ luôn cho anh em, 5 triệu 100 nghìn nhé. Con này hình thức tầm khoảng 98 thôi, 98. Ok. Tiếp theo này, S21 Plus 5G bản Mỹ, 2 SIM, 1 SIM bản Ý, 1 eSIM anh em nhé. Con này cấu hình rất là cao, RAM 8GB bộ nhớ 128, chạy chip Snapdragon 888 anh em nhé. Màn hình là 6,7 inch, cũng có 120Hz 2K cộng, màn cực kỳ đẹp anh em nhé. Và pin là 4800, cấu hình ra con chip 888 đi anh em chơi game thoải mái luôn anh em nhé, chơi game mọi game luôn, chiến mọi game luôn, màn đẹp không ám ố gì. Máy con này cũng hình thức tầm khoảng 98 anh em nhé, cũng 98%. Con này thì em bán cho anh em giá 6.750.000 nhé, 6.750.000. Đấy, đã có một con S21 Plus rồi. Ok. Tiếp theo thì em giới thiệu anh em Google Pixel 6. Máy quốc tế 2 SIM nhé, 1 SIM bật ní, 1 eSIM. Con này tình trạng là màn hơi ám nhé, hơi ám lưu ảnh phần giữa này này. Đấy, anh em nhìn trên video nó hơi mờ mờ này. Đấy. Còn lại là full chức năng nhé, máy thì zin nguyên bản rồi, hình thức đẹp 99. Con này là máy quốc tế 2 SIM, bản Mỹ quốc tế 2 SIM anh em nhé, RAM 8 bộ nhớ 128. Cái dòng này ưu điểm là chụp ảnh đẹp, và nó là Android gốc của Google cho nên nó được cập nhật rất là sớm anh em nhé, cập nhật sớm, con này đã lên Android 13 rồi. Và máy thì chụp ảnh rất đẹp, để em nhấn mạnh anh em chụp ảnh rất đẹp anh em nhé, đặc biệt là chụp ảnh chân dung, và dùng thì cực kỳ là mượt mà. Đấy, dùng cực kỳ mượt mà anh em nhé. Con này em để cho anh em giá chỉ 4.700.000 thôi, 4.700.000 nhé, 4.700.000 thôi. Ok. Tiếp theo em giới thiệu đến anh em dòng iPhone nhá. iPhone đầu tiên em giới thiệu là con 11 Pro Max, máy quốc tế 64GB, full chức năng nhá, Face ID đầy đủ. Con này tình trạng là thay pin, máy thay pin bóc máy thì nó sẽ báo linh kiện này anh em nhá. Và thêm nữa là mà nó bị liệt cái phím tăng âm lượng, giảm âm lượng vẫn bấm bình thường nhá, còn tăng âm lượng nó bị liệt. Thì anh em có thể điều chỉnh bằng cái cảm ứng trên màn hình như này, hoặc là dùng bằng phím ảo này anh em nhé. Nói chung là cũng không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Con này thì em để cho anh em giá 6.900.000 nhé. Men zin màn zin hết anh em nhé. Trên tông đầy đủ anh em nhé. Men zin màn zin 6.900.000 thôi anh em nhé. Full chức năng. Vỏ hơi xấu anh em nhé. Con này vỏ hơi xấu. Cắn trên đầu này anh em nhé.
còn lại là phun chức năng. Đấy, dùng cực kỳ ngon anh em, dùng cực kỳ ngon, 6,9 triệu, giá em bán còn rẻ hơn cái Yên Mắc. Đây Yên Mắc này 256 này, Yên Mắc này 256 thì máy zin phun chức năng phê đi đầy đủ anh em nhé, 256 Yên Mắc. Con này pin zin còn 89%, pin zin 89, cạnh viền còn khá đẹp nhé. Đấy, mặt lưng hơi lấm tấm chút này, giá 7,2 triệu anh em nhé, con này giá 7,2 triệu. Đấy, còn một con mắt này còn rẻ hơn đấy, con mắt 7,2 triệu, 6,9 triệu anh em nhé. Ok, tiếp theo để em giới thiệu luôn mấy con iPhone 8 Plus này. 8 Plus này là máy quốc tế 64GB, máy full chức năng anh em nhé, vân tay đầy đủ anh em, 8 Plus 64GB, pin mới 100% luôn anh em nhé, con này pin 100%. Đấy, con này giá em để cho anh em chỉ có 3,3 triệu thôi, tình trạng là nó rung nó kêu hơi to anh em nhé. Đấy, đấy lại bình thường thôi, có lúc kêu to lúc kêu nhỏ anh em nhé. Đấy, chỉ có mỗi thế thôi, còn lại là phun chức năng vân tay đầy đủ. Con này em để cho anh em giá chỉ 3,3 triệu nhé, 3,3 triệu thôi. Còn anh em thích hàng chất thì lấy con này 8 Plus này, quốc tế 64GB, phun chức năng, vỏ hơi phẩy nhẹ trên đầu anh em nhé, còn lại là đẹp. Con này thì máy zin hết, pin zin luôn, còn là pin zin còn 82% anh em nhé. Đấy, còn em thì em để cho anh em giá thì 3,850,000, 3,850,000 anh em nhé. À, 8 Plus 64GB, ok, 3,850. Tiếp theo là 6 Plus này, đầu tiên là con này là con 6 Plus quốc tế 64GB, máy mất vân tay anh em nhé, máy mất vân tay 64GB, còn lại là full chức năng, còn lại là full chức năng anh em nhé, pin mới 100% luôn, pin mới 100%, con này giá chỉ có 1,100,000 nhé, vỏ xấu 1,100,000, 6 Plus quốc tế 64GB 1,1 triệu anh em nhé, con này dùng quá ngon luôn. Rồi tiếp theo là 6 Plus 16GB này, này thì full chức năng nhé, cả vân tay đầy đủ luôn, hình thức vỏ đẹp hơn, hơi phải nhẹ tay thôi, con này 1,4 triệu này, 16GB nhé, full chức năng 1,4 triệu. Đấy, thì anh em cần dùng vân tay thì anh em dùng con này, còn anh em không quan trọng vân tay thì anh em có thể mua con mất vân tay, giá nó rẻ hơn và nó là 64GB, con này thì 16GB. Ok, rồi cuối cùng thì em giới thiệu anh em là hai con 6S, máy đều là máy quốc tế full chức năng nhá, vân tay đầy đủ luôn. Con màu hồng này là 64GB này, con màu xám này là 32GB. Con màu hồng thì 64GB vỏ xấu hơn, 32GB vỏ đẹp hơn, em bán đồng giá nhé, bán bằng giá 32GB luôn, 1,6 triệu anh em nhé, 1,6 triệu. Đấy, thì anh em cần vỏ đẹp thì lấy con 32, anh em không quan trọng vỏ, cần dung lượng cao thì lấy con 64. Ok, cuối cùng thì anh em cho mình xin một nút like nhé, nút đăng ký kênh, ở nút chuông để theo dõi video mới nhất của bên mình nhé. Kênh của em cũng sắp đạt 10.000 lượt theo dõi rồi, thì đến khi nào mà đạt 10.000 lượt theo dõi thì em sẽ tổ chức cái mini game tặng quà, tặng tai nghe, tặng phiếu mua hàng giảm giá cho anh em nhé. Đấy, anh em nào mà quan tâm thì cứ ấn theo dõi kênh thì em sẽ phổ biến sau anh em nhé. Rồi, chào tất cả anh em.